bây giờ xin mời quý khán giả sẽ đến với những tin tức showbiz nổi bật nhất trong ngày. Dương Tử lộ diện với tạo hình cực xinh đẹp, còn ai dám bạo bắt chước Triệu Lệ Dĩnh? Tạo hình mới của Dương Tử nhận được vô số lời khen ngợi vì quá xinh đẹp. Gần đây Dương Tử đang là cái tên gây rất nhiều tranh cãi trên các diễn đàn mạng. Nguyên nhân là bởi có nhiều người cho rằng cô nàng đang cố tình bắt chước Triệu Lệ Dĩnh trong phong cách ăn mặc. Điều này khiến các fan của nàng tiểu hoa 85 cực kỳ không hài lòng. Thậm chí fandom của hai mỹ nhân này đã đổ ra một cuộc chiến cực kỳ gay gắt. Mới đây Dương Tử đã xuất hiện trong chuyên mục Chào Buổi Sáng của tạp chí Vogue. Bên cạnh chia sẻ về một ngày của mình, nhưng hình ảnh mới của cô nàng cũng gây chú ý lớn. Nhiều khán giả đã tỏ ra cực kỳ bất ngờ với ngoại hình xinh đẹp của nữ chính Hương Mật Tựa Khói Xương. Được biết đây là tạo hình của nhân vật nữ chính Hoàng Dân Tự của Dương Tử trong bộ phim 199 Tình Yêu, hợp tác cùng Phạm Thừa Thừa. Kiểu tóc buộc cao kết hợp cùng bộ vest sáng màu giúp làm tôn lên vẻ đẹp vừa thanh lịch vừa dịu dàng của nàng tiểu hoa. Tạo hình này của cô nàng đã nhanh chóng thu về vô số lời khen ngợi có cánh. Trước đó Dương Tử từng nhiều lần bị nhận xét là không có gu thời trang, từ trang phục đến cách tạo dáng chụp ảnh của cô nàng đều bị đánh giá là kém hơn hẳn các tiểu hoa cùng lứa. Thậm chí Dương Tử còn nhiều lần bị tố bắt trước cách ăn mặc của Triệu Lệ Dĩnh, Đinh Lệ Nhiệt Ba. Tạo hình này của Dương Tử đẹp quá, mong đợi 199 Tình Yêu sớm có thể lên sóng. Công nhận Hoàng Dân Tử có nhiều tạo hình đẹp thật đó, không biết bao giờ phim mới được chiếu. Dương Tử chỉ cần chọn đúng trang phục là sẽ xinh đẹp ngay ấy mà, đừng bắt chước ai nữa cả. Hiện tại bộ phim 199 Tình Yêu do Dương Tử và Phạm Thừa Thừa đóng chính vẫn chưa có lịch chiếu chính thức.